Mời cộng đoàn cùng lắng nghe suy niệm tin mừng thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023. Tại sao các con gọi thầy lạy Chúa mà không thi hành điều thầy dạy bảo? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi thầy, lạy Chúa, mà các con không thi hành điều thầy dạy bảo? Ai đến cùng thầy, thì nghe lời thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà, ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ và nhà đó bị hư hại nặng nề. Đó là lời Chúa. Suy niệm có nhiều cách để nhận biết sự thật về một người. Chúng ta có thể bị hấp dẫn bởi những lời giảng hùng hồn. Chúng ta cũng có thể bị đánh lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo. Đức Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra con người thật. Xem quả thì biết cây, C-44. Quả ở đây là đời sống thực sự của người đó, là những việc họ làm. Nếu nhìn kỹ công việc của một người, chúng ta có cơ may biết họ là ai. Đức Giêsu nói lên một luật tự nhiên của cây cỏ. Cây tốt sẽ sinh trái tốt, cây bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon. Người công chính được nhận biết qua đời sống tốt lành của họ, qua những thử thách họ đã vượt qua những hy sinh họ dâng hiến. Người bất chính sẽ lộ ra qua đời sống xấu xa. Đời sống và hành động của một người phản ánh con người thật của họ. Bụi gai không sinh được trái vả, bụi rậm không cho được trái nho. Bụi gai và bụi rậm chẳng thể nào sinh hoa trái tốt đẹp. Đời sống là tiêu chuẩn để nhận ra người môn đệ thật của Đức Giêsu. Không phải chỉ là tuyên xưng đức tin vào thầy bằng cách kêu lên, lạy Chúa. Vấn đề là làm điều thầy dạy, C-46. Đức Giêsu đặt câu hỏi tại sao đầy ngạc nhiên với các môn đệ. Tại sao tin vào thầy mà lại không sống điều thầy truyền dạy? Kitô hữu chân chính là người đến với Chúa Giêsu, lắng nghe những lời của Ngài và thi hành những lời ấy, C-47. Nghe thôi thì chưa đủ. Lời của Chúa Giêsu phải thấm nhuần vào đời sống của ta, chi phối mọi hành động, quyết định và lựa chọn. Đức Giêsu kết thúc bài giảng của mình bằng dụ ngôn về hai người xây nhà. Nhiều người đã nghe bài giảng này, đã cảm thấy hay, nhưng có bao nhiêu người sẽ thực hành những giáo huấn trong đó? Người thực hành lời Chúa được ví như người xây nhà có nền vững chắc. Còn người không thực hành thì giống như người làm nhà không nền. Bề ngoài có vẻ hai căn nhà không khác nhau. Chỉ khi nước lụt dâng lên và dòng nước ùa vào nhà mới thấy sự khác biệt. Một căn đứng vững vì có nền tử tế, căn kia bị sụp đổ tan tành. Chúng ta thích xây nhà cao nhưng lại ít để ý tới nền móng. Chúng ta đã được nghe quá nhiều đoạn lời Chúa, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc suy niệm cầu nguyện. Lời Chúa chưa thực sự bám rễ trong hành động và cuộc sống, vì điều đó đòi một sự trả giá mà chúng ta muốn quay lưng. Chính vì thế căn nhà tâm linh của chúng ta vẫn không vững. Xin Chúa cho chúng ta can đảm để làm lại nền cho căn nhà đời ta. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Linh Mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, dòng Đa Minh. Số điện thoại 0909 215 537.